Cô gái đi phát thiệp cưới gặp ngay cú giật điện thoại sấp mặt luôn. Hôm nay ngày 8 tháng 2, trên các diễn đàn phòng chống cậy trang truyền nhau vụ việc manh động với caption như sau: cô gái đi phát thiệp cưới cho bạn nhưng chưa kịp móc thiệp mời cưới thì bị móc điện thoại ngã sấp mặt luôn. Còn cụ thể như thế nào, mời cả nhà xem tiếp tình huống nhé. Cụ thể hôm nay, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang làm rõ vụ hai nam thanh niên đi xe máy cướp giật điện thoại, làm cô gái đuổi theo, khiến mặt đo vắng xuống đường. Theo đó, nạn nhân trong vụ việc là chị DLTX, 25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh. Chiếc điện thoại bị cướp trị giá hơn 30 triệu đồng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 5 tháng 2 tại con hẻm đường số 25 thuộc phường 5 quận Gò Vấp. Thời điểm trên, chị X cho dừng xe máy trước cổng khu trọ của một người bạn để đưa thiệp mừng cưới, thì hai thanh niên chạy xe máy đi tới, áp sát, giật mạnh chiếc điện thoại chị X đang cầm trên tay, rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân chạy bộ đuổi theo được vài bước thì mất đà nên đã ngã sấp mặt xuống đường. Vụ việc trên được camera an ninh ghi lại. Theo ghi nhận, khu vực nơi xảy ra vụ việc là con hẻm tập trung nhiều phòng trọ của sinh viên và người lao động. Vụ việc xảy ra quá nhanh, khiến mọi người xung quanh không kịp trở tay. Bạn thấy sao về pha manh động của lũ trộm cướp khiến cô gái nhận cái kết ê ẩm này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.